Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với lại kênh Shop Thể Hình. Thì hôm nay Đắc sẽ review cho anh em một cái sản phẩm rất là mới. Thì thường á là những cái sản phẩm của Warrior thì anh em cũng đã biết rồi, những cái sản phẩm đặc trưng như là bánh protein nè, hay là quay tách sữa. Thì hôm nay một sản phẩm hoàn toàn mới dành cho anh em đến từ nhà Warrior, nó chính là dạng nước protein và dạng đóng chai như thế này. Đây là một cái hình thức protein khá là mới. Thì hiện tại thì Đắc cũng chưa thấy nhiều hãng có cái loại như thế này. Thì đầu tiên là mọi người sẽ thấy một cái chai nó như thế này, như cái chai nước ngọt vậy đó. Đó, làm bằng nhựa như thế này rất là tiện lợi. Và cái thứ hai á, là cái chai này thì hàm lượng protein của nó sẽ là 10g cho một cái chai 500ml như thế này. Và một cái đặc biệt của nó là nó rất ít calo, chỉ 50 calo cho một chai thôi. Thì như vậy nó rất là tiện dụng cho mọi người, khi mọi người có thể dễ dàng mang đi bất cứ đâu, khi mà mình đem đi ra ngoài đường nè, hay là mình muốn tìm một cái loại nước giải khát mà đơn thuần chỉ là bổ sung protein chứ không chứa quá nhiều đường, thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Chỉ với 50 calo cho 500ml mà bổ sung 10g protein, và đặc biệt á, là 10g protein này nó đến từ collagen, một loại protein rất là tốt xây dựng cơ bắp, giúp cho anh em phát triển nè. Thì ngoài ra nó còn hỗ trợ cho những cái mô gân nè, hoặc là dây chằng, đặc biệt dành những cho các bạn nào mà bị chấn thương á, thì mình có thể sử dụng protein đến từ collagen, nó sẽ rất là tốt. Về một chai như thế này thì nó sẽ 500ml và nó sẽ có hai mùi. Thì hiện tại trên tay Đắc cầm nó sẽ là mùi berry và còn một mùi nữa là mùi tropical. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử cái vị của cái chai này là mùi berry nó sẽ như thế nào. Thì một cái đóng nắp nó sẽ hơi lạ chút xíu, là nó không phải là cái dạng mà mình xoay ra mà sẽ là bật lên. Mọi cứ bật lên như thế này đó, mình sẽ thấy ha. Rồi bây giờ sẽ thử cái này chắc uống tu luôn đi, để xem cái vị như thế nào. Rất là thơm, nó giống như cái mùi của siro á. Giờ mình sẽ test thử vị. Rất là ngon nha. Thì cái vị của thằng protein water này thì nó sẽ giống như là hơi có vị giống steam chút xíu, nhưng mà nó sẽ không ngọt bằng. Tại vì cái vị ngọt của nó là đến từ đường nhân tạo nên là nó sẽ không có cái vị ngọt đậm như steam. Nhưng mà cái mùi nó giống như cái mùi berry thì sẽ hơi giống mùi dâu chút xíu. Thì nó giống khá giống mùi steam. Mọi người thử. Thì Đắc nghĩ là với cái những cái loại nước protein này á, thì nó sẽ rất là ngon khi mà mọi người để lạnh, hoặc là mình có thể mình pha thêm một ít đá vô mình uống sẽ rất là ngon. Thì cái chai này được một cái là Đắc thấy nó rất là tiện dụng khi mà mình đi du lịch, hay là mình có đi chơi xa hay đâu đó, hay là bất kỳ mình đi tập mình cũng phải đem theo, mình để vô tủ lạnh hay gì đó, khi mà mình tập xong mình hay sử dụng thì mình sẽ có liền ngay 10g protein mà ít calo nữa. Nó chỉ có protein thôi, nó không ảnh hưởng tới quá trình ăn kiêng của mình. Thì trong quá trình nếu mà mình có mình siết hay là mình có kế hoạch giảm cân gì đó mà mình muốn bổ sung protein mà lại mình thèm ngọt nữa, thì đây hoàn toàn là một cái giải pháp giúp cho anh em có thể xử lý cái tình huống đó một cách dễ dàng và hiệu quả, mà không lo bị phá hủy cái kế hoạch của anh em trong cái quá trình giảm cân hay gì đó. Và mọi người có thể test thử và cảm nhận, comment phía bên dưới cho Đắc cảm nhận của mọi người về cái sản phẩm này ha. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Và nếu như mọi người thắc mắc về sản phẩm nào á, thì mình có thể comment phía bên dưới và Đắc sẽ nhanh chóng ra video để review sản phẩm nó sớm nhất có thể, giúp cho mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm đó. Ok, hẹn gặp lại mọi người nha.